miền này đời chiết đời phum đời về tình ni chiết đàm nòng bản đà này mùi mùi để dương sắc xa còn lòn một rồi chỉ lô phe của miền này đang đập buồn tu sạ mồ hạ à hệ tụ cả ấy tầng o nâng đó cứ miền này đang đập buồn đền chẳng sở rộp trong cái cứ lùm bà sở rộp bản tích đại xa tại trâu ca chết chăm bạc lót nước nông chết tiền mở rồi mà phây mùi đuồng nấng ở bàn sẽ bạc từ dương ai tầm bay nâng chai về nhé nâng nây tầng lại tầng cuồng nâng từ bàn ấy riêng nay đừng ăn nắng cứ thả nghi sưu đào ca sắc xa nấu non cầm pi ạ pi thom là tây tiết đôi chỉ sắc xa nấu non cầm pi thom mẹ son gần đây thiệt tâu cả tha vật thô dạ mặc cả rứ cỏ sắc xa tật đo mà ha vật than miên vật đại chạ sư ba chỉ đài nắng cứ thả cao na bởi che nấu non chết tiền mà rồi mà phải ngồi đuông nòng nay xem xem nâng rồi hái từ tháng nghe sưu lên nòng cà sắc xa bàn to từ tiệt nâng nòng nay thì muối cứ nay đào chiết nè nhận nhau mơ ai cả xa từ ngõ khnề khơi thế nay đào chiết nòng thầm bò thì đập bì nâng nè cứ miên ạ của sao là chiết cậu sao là chiết vị bà cái chiết nấng cây để già chiết nông nay tiếng ọ nấng nay đào ạ cậu sao là chiết nông bản đa chết tiếng mười rồi mà phây mùi đuống miên ạ cậu sao là chết đọc pì miên cậu sao xàm sập rằm pì miên vị bà ha sập pì miên kệ rì giá mập hầy bột chô khí nế tàu chía mờ rối mập hầy mùi đuồng nè ai chìm bố nếu khá nông ạ à, cổ sao đập bì khá đây cổ sao xam sập rằm bì khá đây nè vị bà ha sập bì ai nâng kệ rì giá mập hầy nâng cứ sạch nửa lơ con chà hay nâng nhật nhôm thằng o riêng kết đòi luôn ảnh thầy thấp bắt ba đâu có nông ai cả xa đã chạy chùn tao nâng cứ miên hơi miên cả thì bài điệp rộp mùi mùi ở hơi cơ bản tay tao ở nhật nhôm chê đại mình chăm bạch mơ ai cả xa nâng dương riêng kết ạc à, của sao đập bì nâng xây khắc nó nâng ai ai cậu sao xàm sập rộm bì nâng xây khắc nó vị ba cái chiết nà, vị ba hà sập pi kề đi ya mà pay nâng say khá dương liền rọp mờ tới thay thứ bắt ba nếu khôn ai cả xa nâng cứ thả miên ca bùng ri xịt đây lạc khá hai cọ đói tại nhiệt nhóm chăm bái trâu tại che lạc phong đài đôi chìa à cọ sao đập pi anh chấn dương cọ bàn chìa pha miên lô phe mu lịch chết trầm bay đuông tô sạ pi mô hạ pi chân tơ ai nếu khả năng cụ sao xàm sập rầm pi nâng xây khá vì miên mô hạ cụ sao nâng rầm bay tơ rù pa vệ trả rạ cụ sao miên bàm án rạm à rù pa vệ trả rạ cụ sao miên buồn nâng lô cô trả rạ cụ sao mà phải đói bứt ra đại sùng khái lục cốt tạ cốt sao miền phần mán miền buồn nà nâng ai nâng từ chia sam sắp trầm pì từ hơi miền chia đại chia vị bà nô của dương liên rọp tam nâng từ nà miền à hệ tục cả à cốt sao vị bà cốt sao vị bà mò hà vị bà rù bà vị bà, à rù vị bà, nâng lô cốt tà rạ, hò rư có lô cốt tà rạ vị bà nâng. Ây đòi từ kê rì giá vì miên à hê tục cạ, kê rì giá, miên mà ha, kê rì giá.
là miền rupa về chà ra arupa về chà ra nâng châu khnhi tới có tới chi mà phây đuống đói kê ri ya chiệt nâng kron ta chi ca về nhê nâu khnong chết mờ rồi mà phây mùi đuông nâng đói nay sinh xế nay tìm mối cứ đòi chiết chẳng hay dừng bầu châu kia tới miền miền ạ có sao lại chiết bầu chỉ mùi nâng cổ sao lại chiết bầu chỉ mùi nâng vị bà cái chiết bầu chỉ mùi nâng kệ rì gia chiết sờ rộp châu kia tới chía mùi rồi mà thấy mùi đuông nâng mập này nay đòi chiết nâng chẳng từ hay đòi từ nay đòi thúm nay đại phúm cứ mình rộm pi cụ sao để chiết ấy đôi môn thiệt tế cứ như vậy pi cà má vệ chà ra phúm rupa vệ chà ra phúm nấng a rupa vệ chà ra phúm hay nấng lô cót tà ra phúm nấng vậy pi phúm nấng hái có vệ như vậy tam nấng chết đại chia cà má vệ chà ra phúm nấng miên phần man đại chia rupa vệ chà ra phúm nấng miên phần man đại chi arupa về chà ra phum nâng miên phần man đại chi lokotara phum nâng miên phần man đại pe đại ban đăng tha kama về chà ra phum cứ kama về chà ra chết tàng ha sập buồn đuông nâng có dân về nhây tam nâng tia ta ha sập buồn đuông nâng say kha nếu không nóng ní ẩn miên lùm ất ấy tia tế kà na bởi lùm ất tới với kàn tập vời ngài chà ra nà chẳng cứ nở lơ nhật nhôm tổng ọc nế thọc bàn riêng kết bàn thaym tiết nà cà ma vệ chà ra chật hà sập buồn nâng xây khla nhật nhóm cứ ạ có sao là chật đọc bỉ nè cà ma vệ chà ra sau phần nạ mà phây buồn tới à hê tục cả chật đọc rầm bầy tới chìa hà sập buồn nè hay nâng rupa vệ chà ra phúm rư có chìa rupa vệ chà ra chật nâng miến đọc prám miến cổ sao prám vị bà pram kệ diá pram là ngay ấy pram pram nó sẽ khá dương về nhây tam nâng tiết cụ sao rupa về chả ra cụ sao pram nâng sẽ vị bà pram nâng sẽ kệ diá pram nâng sẽ nâng về nhây tam nâng tiết tư cụ sao miên bà tham mà chiên tụ tự dạ chiên tạ tự dạ chiên chả tốt tự chiên nâng panh chả mẹ chiên là chỉ cụ sao nâng chiên đằng pram là chi cổ sao lắm hao tha rupa vệ chà ra cổ sao hay đó từ chiên đằng pram là chi vị ba là chi phò rồi bao cổ sao lắm đấy nè ta hao tha rupa vệ chà ra vị ba hay chiên đằng pram là bao prea rồi hòn hao tha rupa vệ chà ra kê ri ya pram chẳng từ bột châu kia từ chi rupa vệ chà ra chết đóp đập pram hay nếu không nông arupa vệ chà ra chết có đôi khi nên chân tự đài là miền cổ sao buồn bị bạ buồn kệ rì dạ buồn nâng à đập toàn đấy chân nhiệt nhóm toàn thế nâng à xong đây vương vơ mùi mùi ở nhiệt nhóm đập ở toàn cũng kịch từ nàn á bê riêng thô ạ ca kịch sân ngạt mót ngạt ấy phần tai cũng cất ấy từ nào bên ngay về tụ ở cái cất từ đường tiền bài ấy nâng lâu nít cất thua mà đo cô chậm nay từ lơ cà cất đường rào nâng việc cất nô mà ha mà rồi mà pon mà mơn cất nâng việc nâu tật cất nâng ấy hay gót chọc chẳng là lâu nghĩa mà đo cất thua mà đo mới nâng ấy cất thua mà đo từ hay chơi về chơi từ tiên nhô từ cất ấy nè cất ấy nó nay mưa cả đa chết nâu trao thì nó ai chẳng từ nâng ai chẳng cứ thao về nâu nâng tầng óc bàn cả na bởi chật nâu thì mùi thua đấy bàn liền thua chặt chằm chẳng ai bàn chỉ miền nè kha quật lục dây lục tà kha quật thà liền thua rồi chằm mù là hai rướng phần nhá cha để nó bỏ cha nâng mùi tới ai miền ca phải lục bộ được đau còn qua do chúng bẹ rương xê nâng mùi tiết tớ ấy bột sở rộp châu khuya tớ vì thưa ơi cà tròn chạm nâng việc bạch bỏng bạch cà tròn chạm
cứ với ọt tới ban vô chất tục đại đôi cao thì môn chất đau từ lơ rương ấy có tơ rương nâng ở bức ngọp mà rương chân thơ ở lời với mình chân vì sự vô rương nổ cao vì nâu luôn mũi mình toàn miền cồn toàn miền chai toàn miền ra sầm bát là chân ọt tê được chứ nế chân nó có vầm sơ stu tơ rô ả rằm chả nở lâu ní vầm nạc hơi cốt nạc hơi chai vầm nạc hơi cháu nạc hơi như này này nó rồng priết chả nạc rô ả rằm để trâu nạc vi chan phê rồi chân tớ có ăn thói ca chọn chăm rướng cứ khát mà bằng phí ca mà nệ sĩ ca nếu khá nóng thô nóng về bàn tạch tuổi ấy chúng phô nẹ đầy miên ca chọn chăm chả nơi xa chật gọt ngọp nâng phó một bạn đi say nê ca chọn chăm vì miên sạp ấm phía đất tiết bột chột nha tớ thua ai chăm nâng bàn khlăng của cài cài chăm ấy rương khá có ở trong chấm tại vì và cài chấm từ bên đôi chỉ bịa đây bịa chê bịa vẫn tô ca tê đi ấy vì nẹt đất tây nắng dương chập chấm à nẹt đa thôi ấy khó con ấy nắng chấm đầm đòn thôi a ấy đập hay đập tiêu bao vật siêu tăng pì bao vật lục đo cả đa giúp và lâm lang play ở phần tây rương thật ấy môi pì lừng nghe nắng à an tôi chết chấm từ đó khai cào ấy từ miền này đằng chấm à tại sao tại ca vô chết tục đạn hay vì chư khói xa tên nó không bị nâng phong nó chẳng vì chạm mà đời nâng à vì chọc tệ tôn chỉ mùi nâng cà chạp ở rõm thiệt cà chạp ở rõm vì nhiệt nhôm chạp ở rõm sao xa ọt chạm ấy chạp ở rõm thôi mà ta ọt chạm ấy chẳng ở chạm tôi là dương thua ca chạp ở rõm nâng ôi vì chữ khăn nâng là ngạch chạp chạm à nấy chỉ vì thi xa mùi thiệt ở nhiệt nhôm tầng ôi riêng à vì thòm chạp chê bạn khai từ chia nẹ cơ rưu ạ phì thôm ấy tơ nâng à chẳng nếu khá nông nây đại phú miên chết đai là bật tư chia ca ma vệ chả rạ phùm rù pa vệ chả rạ phùm ạ rù pa vệ chả rạ phùm nâng lô con tả rạ phùm nâng có bộ bình chô khá nê tơ ca ma vệ chả rạ chả hà sụp buôn bộ chả mùi nâng rù pa vệ chả rạ chết đập ram bộc chỉ mùi nâng a rupa về chật ra chật đập pi bộc chỉ mùi nâng lô cọt ra chật sai sấp đầu chia mà rồi mà phải mùi đuông tôi khnề đài nâng hai bên dây bị chiết miền ạ có sao đập pi có sao sam sấp rồng pi bị ba hà sấp pi kề ra mà phải bộc châu khnề mà rồi mà phải mùi đuông đài bên dây bị phú kama về chật ra chật rồi có kama về chật ra phum nâng miên hà sập buồn đuống nâng rupa về chả rạ chết đập rám bột chì mùi nâng a rupa về chả rạ chết đập pi tiết lô cột rạ xài sập tiết có mà rồi mà phay mùi đuống đôi khní ấy tâu về tình nia tiết có hình chân nà về tình nia chết mà rồi mà phay mùi đuống đài ở bật tư khăn ông này đài về tình nia nó cứ chỉ sau khi về tận nia mùi đuông bàn đào sọc hạ xa cả tạ ca về bình nhiên nâng chỉ sọc phật bồ tát đòi sọc hạ về tận nia đền là hay chỉ tục nâng co tục hạ xa hạ cả tạ ca về bình nhiên mùi đuông đại phu có sao bị ba là chỉ đại ca lang tự tu ạ có sao bị ba tự tu thao thập vẹ mình lọ nâng khai u pê tự chẹt pê rừng pê vậy chẳng thế là nắng qua tự chẹt tóc hạ về tự nỉ là chẳng không bận đại chẹt tiền mà rồi mà phải mùi đuống miên chẹt ai vật tư chỉ mùi nâng sọc về tự nỉ tai mùi đuống vật tư chỉ mùi tóc hạ về tự nỉ có mùi đuống đài vì miên vật tư chỉ mùi sao mà nọ tiền sao mà nọ đòi từ học sập pì đuống nông nốt lục bài chay sao mà nọ học sập pì đuống đòi rọp đọ đọ lục hẹ tăng vùng bay đuống nắng khăn ông lô phẹp bay đuống miền sao mà nó phổ màn đuống nhiệt nhóm là khăn ông lô phẹp tên phẩm bay đuống nâng vì miền ủ bay khá buồn đuống sao mà nó buồn đuống chẳng dưng đọ tại ủ bay khá đọ tại sao mà nó mà nâng ai đọ tại sao mà nó buồn đuống mà hồi thật bầu thì mùi xây tiết thôi giờ mấy ai bàn thật học sập bì nâng ai bầu thì mùi nâng à hê tập cạ sao mà nó còn là à hê tập cạ sao mà nó bình nhiên là thiệt nâng để thưa xăm tay là nặng cách nó cần là nâng bầu chỉ môi đang là hết tất cả sao mà nó thưa xăm tay là nặng cách nâng mũi đuông tiệt tới
hay nâng hạ xe tổ ba tệ chết rồi bỏ bè ra hắn một đuông là chỉ sao mà nó đài là hay bốc chỉ môi nâng mò ha của sao sao mà nó buồn mò ha vị bạ sao mà nó buồn mò ha kệ đi ra sao mà nó buồn là hay nâng bạ thò mà chiên đọc môi rồi bạ thò mà chiên đọc môi miên sao mà nó cả chỉ môi đài nâng bạ thò mà chiên nâng rồi miên bày tệ là miên bày tệ cả chỉ môi là hãy nếu khả năng bà thò mà chiên tiền đọc muối nó có riêng chạy tham nâng thơ đến mấy bàn tay chia bà thò mà chiên đọc muối nó có còn cha nhiệt nhớ mùa chiếc đài của bà thò mà chiên miền tại muối thế tại bà thò mà đọc muối đòi xa tại miền bà thò mà chiên đại chía cụ sáu muối thật và thầm mà chiên là chiêu vị bạ nắng mùi đại tới bàn pì à và thầm mà chiên kê ra mùi tiết bảy hay và thầm mà chiên là vật tứ chi lô cốt tạ chiên phẩm bay nó còn là vật tứ năng lô cốt tạ tiếng phẩm bay miền mẹ buồn phàl buồn nó phẩm bay năng bay nữa tới chi đập mùi nè năng và thầm mà chiên đập mùi chẳng từ nè ai đang tụ thì dẹt chiến đập mùi tạ thì dẹt chiến có đập mùi chặt to thì chiến đập mùi đài nâng bầu châu không đi tới tàu chía học sập pì đền còn là học sập pì hay chia tô mà nó xạ về tình ý pì đường bàn đó tô xạ chặt pì đường đằng ấy là vừa tới chỉ mùi nấng tô mà nó xạ về tình ý ai chịu bê kha chất mà rồi mà phải mùi đuông nóng miên ủ bê kha tới ha sắp rạm đuông bằng nọ từ bàn đó ca ma về giờ đạo bê kha xam sắp bì đuông miên lục hẹ buồn đuông mô hạ bì đuông à hê tục cạc đọc bì đuông à hê tục cạc kê đi gia bì đuông nè ai mô hạ cổ sọ buôn mô hạ vị bạ buôn mô hạ kê đi gia buôn rù pa về giờ đạo bạn gì mẹ chiên bày đuống của sao mối vị bạ mối kê đi gia mối nà arupa về giờ đã đọc bị đuống nâng lô cốt đã đạo bạn gì mẹ chiên phẩm bày nâng từ chía ha sập ram đến đời này chiều phê kha nâng cả bộ mình chỗ tăng bị lô phẹt đại chiều phê kha riêng là hốt mà nâng nếu chị ai cả xa mối đại nhận nhôm mình lùm bà riêng tế ai thầy chê chật đèn mà rồi mà phê mùi đuống nâng chuyện lẽ cho bạc lô ấy luôn anh hãy đăng thả đường là chia sao mà nó chịu bây khai nó cứ ai về nhìn được nông nâng bán là bởi kỳ xu thả ta chật tiền rồi mà phải mùi đuông miền miền sóc hạ về tần nề chất ở bật tới chỉ mùi đang sóc hạ về tần nề miền phần màn đuông tục hạ về tần nề miền phần màn đuông sao mà nó miền phần màn đuông một bây khai miền phần màn đuông rồi về tần nề miền miền đẹp pram nâng ấy nếu khả năng chất mà rồi mà phải mùi đuống về miền miền sọc hạ về tình y tốc hạ về tình y nà sao mà nó tô mà nó hay vây kha nâng ấy về tình y đang pram nâng ấy nay thì buồn ấy nay đã hai chất mà rồi mà phải mùi đuống ở bật tức nâng nay đã hai nó cứ chất mà rồi mà phải mà rồi mà phải mùi đuông nô tiền ọ chia nẹ hẹt chia à hê tộc cạ chết đọc rằm bầy đuông chia xạ hê tộc cạ chết mười rối bầy đuông vì thần nẹ hẹt thơm mật á chết tăng ọ mình mên chia hai tê bố ấy vì thả hẹt được nông bệ á phì thôm cư xâm đau đọc hai tiền phẩm mùi miến lộp hẹt hai tô sạ hai mô hạ hai ạ à lục hai ạ à tô sạ nâng bành nhá tái chia chê tử sắc nà lục hẹ tô sạ mô hạ cứ lục hẹ chê tử sắc mô hạ chê tử sắc tô sạ chê tử sắc chân thờ thầy chất ấy vì mến chỉ chê tử sắc tế chất cứ chỉ chật đối chân ấy nâng bà ta chất tầng ó vì mến chỉ chê tử sắc tế đối chân ấy bà này thả mình mến chỉ hai tế rồi hết nếu khả năng áp hình thông cứ xâm đáy đó hết tên và mùi mình lộ phẹt chế tử sắc chỉ hết mùi chân tờ nâng à chẳng bà này thá chìa nẹ hết nông bản đá chết tên mà rồi mà phầy mùi đúng chìa nẹ hết
Ấy nó không nói miền ạ hê tổ cạ tổ tiết, miền chết đại chi ạ hê tổ cạ chết, đại mình bảo cọp đại hẹp. Mình bảo cọp đại hẹp, ní cứ bà này thá, ạ hê tổ cạ tèng đọc rằm bầy đuông ní, mình miền hẹp cả rùm chỉ muối, cứ mình miền lộp hẹ tổ xa mô hạ ạ lộp hẹ ạ tổ xa, nâng ạ mô hạ. Cả chỉ mùi tế không bằng ai chết tiếng, đọc rằm bầy đuông hai thá ạ hê tổ cạ chết nâng. À hê tục cạ chết, tên đọc rằm bầy đuông ní, mình bảo cọp đời hê tươm chú mô thá, à hê tục cạ chết, à hê tục cạ chết, mình bảo cọp đời hê tê, mình miên lộp hê, mình miên tù sắc, cả chỉ mùi tê, hãy đọc tư chết mở rơi bầy đuông, cơn à. Chết mười rồi bay đuông tiết cứ chia sạ hê tộc cả. Đó là chia sạ hê tộc cả chết. Mười rồi bay đuông đây chia sạ hê tộc cả chết. Cứ đọ tại chết đọ cầm bay đang tránh sau và mán. Cứ mười rồi bay đuông đang hãy chia sạ hê tộc cả chết. Nâng bà miên xâm nua su thả. Ta chết tên mười rồi mà phây mùi đuông nâng. Miên ạ hê tộc cả chết phần mán đuông. Miễn xã hê tục cả chết phần màn đuông. Chẳng cứ miễn chùm lại cho lại tha. Khăn ông bằng đá chết tên mùa rồi mà phê mùi đuông. Miễn ạ hê tục cả chết nắng đọc rằm bầy. Hay miễn xã hê tục cả chết mùa rồi bầy. Ạ hê tục cả chết cứ chết đang mình miễn hai cả rùm chỉ muối. Hay đòi từ xã hê tục cả chết chết để miễn hai cả rùm chỉ muối. Cứ miễn ạch miễn riêng kẹ tu xã mô hạ ạch miễn ạ lô phê ạ tô xạ ạ mô hạ ca chỉ mua dân tờ vô lấy chân nhật nhóm nấy cư nực khăn ông ca phần vô lấn của thọ ban phần vô rùi áo hai nực khăn ông ạ hê tộc cạ chết ấy tăng o đại dương ban riêng còn lo mò nấng cư nhật nhóm của ban đạp ban tràn mò hỏi đai nâng ấy đào tư phần vô tràn đón nhật nhóm ai xăm ạ hãy xăm thấy bị vô tràn đòn mấy sao đạp phía nam từ mùi mà đòn á nhầm chăm chứ ba ha ai chân này thì phàm này đời xăm phải giột nè này đời xăm phải giột chân chăm mới đó ai cả xa nó cứ nhiệt nhôm mình miên ca chăm dạng ná phần tay ai miên ca vô xanh nè vì là xăm phải giột nâng mày tới cứ ca bạc cọp lấy miền chết đại chia sam bảy yết hay nâng vấp bảy yết đôi chỉ lộp hé với miền lộp hé đại chia tật thay cả tạ sam bảy yết hay nâng tật thay cả tạ vấp bảy yết ấy đôi chia mà ha của sáu thôi chăng đấy với miền mà ha của sáu đại chia nhiên nã sam bảy yết hay nâng mà ha của sáu nhiên nã vấp bảy yết nè, bà cọp đòi bà nhá nâng bà sử trá bà nhá. Lộp hẹ vì miên, lộp hẹ đá bà cọp đòi tật thê nâng ọt miên tật thê. Hà thảo vấp bà dột nâng, cứ bà sử trá. Vì cho nên nếu khá nông chết là chỉ xăm phì dột thì chết miên bạch sập rầm bờ đuông. Nhật nhôm. Bạn đòi chết là chỉ nhiên xăm phì dột chết sập rầm bùn đuông. Đại chỉ nhiên là xăm bà dốt chất sập rằm buôn đuông. Chả là nhiên là xăm bà dốt nâng. Miền chất sập rằm buôn đuông. Miền mò ha của sao buôn đuông. Mò ha vị bạ buôn. Mò ha kê rìa buôn. Mò ha khả tạ. Mò phây rằm phấl. Lô cột tà rạ. Sai sập đuông. Nâng chỉ nhiên là xăm bà dốt ta. Chất sập buồn đuông nâng hay sao và màn tiết. Cứ tật hệ cả tạ xăm phải dốt. Buồn đuông bạ đi khẽ xăm phải dốt. Vì đuông vì chê cái cha xăm phải dốt mùi đuông. Nâng ốt thầy chạ xăm phải dốt mùi đuông. Chẳng sở rộp tới cứ tha tụ bay chìa nhiên là xăm phải dốt khá đây. Chìa tật hệ cả tạ xăm phải dốt khá đây. Bạ đi khẽ xăm phải dốt khá đây. Vì chê cái cha xăm phải dốt khá đây. Ốt thầy chạ xăm phải dốt khá đây. Cứ nếu không bị thả xăm phải dốt nâng ai. Và là xăm và dốt cư bà cọp nâng. Chẳng vì miễn đòi tới 8 sập
phẩm phẩm đuông vấn đề khăn ông phát sập phẩm phẩm đuông lúc đọ chênh để nhiên là xăm và dốt xót cứ thà